khi mình làm cái pitch, mình thấy những đôi giày mới mình tung ra, mình thấy những câu chuyện truyền thông mình kể được người tiêu dùng hưởng ứng, họ tương tác với mình, họ có thể chia sẻ, thậm chí họ có thể phản biện. Đó cũng là một cái thành công. Bởi vì sợ nhất là một cái điều là khi mình nói một cái mà không ai quan tâm, không ai buồn tương tác. Giống như trong tình yêu có một cái là ngược lại của yêu, không phải là ghét. Bởi vì có cảm xúc mới có yêu và ghét. Ngược lại của yêu chính là sự thờ ơ. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của trang Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng bạn đến với Young Marketer Podcast mùa 1, tập đầu tiên. Mình là Chris Việt Linh và mình rất vui được host của chương trình trong mùa đầu tiên này và sẽ đồng hành cùng bạn trong tập 1 với chủ đề là Marketing và Branding. Thì hôm nay mình có mời đến đây là anh Cường, anh Nguyễn Phú Cường, cũng là một thành viên kỳ cựu của Young Marketer tham gia từ mùa đầu tiên, và hiện nay anh Cường đang làm giám đốc marketing của Bitis. Chào anh Cường. Chào Linh, cũng như là chào tất cả các bạn đã dành thời gian để mình xem cái tập 1 của Young Marketer Podcast. Trước khi mình bắt đầu thì em sẽ xin phép được đọc một chút xíu về tiểu sử của anh Cường. Anh Nguyễn Phú Cường hiện giữ chức giám đốc marketing của Bitis với gần 10 năm kinh nghiệm tích lũy ở nhiều môi trường, từ những tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Suntory, PepsiCo với thương hiệu là Mirinda và Aquafina đến doanh nghiệp nội địa như Bitis. Trong suốt những năm qua, anh đã cùng đội ngũ của mình đạt được những con số tăng trưởng kinh doanh ấn tượng với những đột phá trong xây dựng thương hiệu và sáng tạo sản phẩm, được vinh danh bởi hơn 20 giải thưởng danh giá trên phạm vi quốc gia, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và toàn cầu như là PR Asia Award, MMA Smartie và The One Shop. Thì buổi hôm nay của chúng ta sẽ có chủ đề là Marketing và Branding. Thì là một khái niệm mình nghĩ là gần như ai đi làm cũng sẽ gặp phải, không hiểu Marketing là gì, Branding là gì. Thì có một cái luật ở trong podcast ngày hôm nay, gần như là trong toàn bộ podcast của chương trình này, nên mình sẽ nói thật với nhau, mình sẽ những câu chuyện rất thật, nói như vậy những cái real story, những cái real challenge, là những cái khó khăn thật khi mình đi làm marketing, và cũng như những real lesson, tức là những bài học mình đã học được sau những cái trải nghiệm đó. Thì đấy, nó sẽ là cái kim chỉ nam cho toàn bộ podcast lần này của mình, để tại vì bọn em muốn là sẽ cho các bạn được thấy những góc nhìn rất là mới, góc nhìn rất là thật từ những người Young Marketer, những người đã đi làm trong một vài năm. Và hôm nay thì mình sẽ trả lời câu hỏi rất đơn giản thôi, là marketing là gì, branding là gì, và hai cái đó nó khác gì nhỉ? Thì cả buổi hôm nay mình sẽ nói về chuyện đó. Thế thì mình hỏi thẳng câu hỏi đi cho anh Cường. Sau khi anh đã trải qua rất nhiều những công ty khác nhau, anh Cường làm Samsung trước đúng không? Sau đó tới Mirinda và sau đó tới Bitis, thì là ba cái brand, ba cái thương hiệu ở ba cái stage khác nhau, tức là ba cái giai đoạn khác nhau và có những cái challenge khác nhau. Như vậy thì cái định nghĩa của anh Cường về marketing là gì và branding là gì? Thì anh thường share cho tụi em không? Cái câu hỏi rất là hay, và thật ra anh nghĩ là sau khoảng 10 năm đi làm thì anh sẽ có một cái mình đúc kết lại được từ những cái mình làm, thật ra những cái mình tiếp xúc với những nguồn kiến thức khác nhau, cũng như là mình dựa trên những cái thực tế mình cảm nhận được. Thì tới thời điểm này đối với anh ấy, marketing định nghĩa trong anh nó một cái cô đọng lại, một là thứ marketing nó gắn liền với cuộc sống. Marketing là luôn luôn xoay quanh và dựa trên cái sự thật. Mình sẽ không thể nào mình có thể tồn tại được nếu như mình nói một câu chuyện nó rất là hay ho nhưng mà cuối cùng người ta phát hiện ra đó là lời nói dối. Giống như cuộc sống, đúng không? Cái kim trong bọc lúc nào tới ngày nó cũng sẽ lòi ra thôi. Thì marketing đối với anh ấy, một cái định nghĩa rất là căn bản mà anh đúc kết được từ một cái định nghĩa bên ngoài của một cái bậc thầy về marketing là Seth Godin, nhưng mà anh combine kết hợp với lại một vài cái nhìn nhận của anh. Thì marketing nó là making change. Cái change đó, making và change, nó phải tạo ra những cái gì mà gây ra sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi đến đâu? Thay đổi, anh nghĩ đối với marketing tác động quan trọng nhất đó chính là cái perception, cái nhận thức của cái đối tượng mình muốn hướng tới, để từ đó ra những cái hành vi nào đó mà mình mong muốn. Nhưng mà cái cốt lõi quan trọng là tạo ra perception. Nhưng perception nó như thế nào? Ví dụ có thể người ta có thể mua hàng một lần đầu ngắn hạn dựa trên giá cũng được, dựa trên sales thôi, thì đó sẽ bị cạnh một cái vế sau của cái định nghĩa này. Marketing là making change in perception, nhưng nó phải business oriented. Phải, nó phải sustainably. Bởi vì business oriented như anh nói, câu chuyện là mình có thể làm những cái hành vi rất là ngắn hạn, người ta có thể bị tác động bởi giá, mình giảm giá, người ta mua. Nhưng mà người làm marketing ấy, muốn làm sao để có thể duy trì được cái sự hoạt động cũng như là những cái giá trị thương hiệu một cách bền vững và lâu dài. Thì cái yếu tố sustainably đó chính là một cái phần rất là quan trọng. Và đối với anh ấy, nó sẽ được đại diện bởi chính một cái mảng nằm trong marketing, đó là branding. Branding làm sao để người ta nhìn nhận cái doanh nghiệp, cái thương hiệu của mình như là một con người.
thông qua những cái mang tính kết nối, thông qua những câu chuyện, thông qua những trải nghiệm mà mình tạo ra, để người ta nhìn vào mình, người ta hiểu mình với một cái thông điệp, một cái tinh thần, một cái giá trị cô đọng nhất. Anh lấy ví dụ chẳng hạn như Apple. Apple là một trong những rất ít thương hiệu có thể được gọi là iconic brand, một thương hiệu có tính biểu tượng của thế giới này. Và tất cả mọi thứ họ làm, từ sản phẩm cho tới quảng cáo, cho tới truyền thông, cho trải nghiệm tại cửa hàng, cho tới cộng đồng chia sẻ đi, cho tất cả những cái họ making và họ tạo ra thay đổi trong perception, đó là gì? Đó là Apple đại diện cho cái sự đơn giản, mang tính rất là human. Cùng một cụm từ thôi, bởi vì mình nói câu chuyện là muốn sustainable, mình phải cô đọng lại tất cả mọi thứ giá trị của mình. Thì đối với anh, Apple đại diện cho một cái simplicity rất là human. Human simplicity. Tất cả những cái iPhone mình thấy được ra đời bởi vì một cái màn hình không chỉ một nút bấm duy nhất. Không phải tất cả những thứ rất là phức tạp mà tất cả những hãng công nghệ, những hãng điện thoại khác nói. Tất cả những xoay kênh trải nghiệm người tiêu dùng. Và nó, mình xem những quảng cáo của Apple, shop on iPhone, shop by iPhone, những thứ rất là bình thường, câu chuyện rất là cuộc đời, ai cũng có thể thấy họ trong đó. Và đó chính là cái sự gần gũi mà khiến cho Apple trở nên thành một cái thương hiệu mình thấy là nghìn tỷ đô giá trị hiện tại. Hay là Coca-Cola đi, họ tồn tại hơn 100 năm, tất cả chỉ xoay quanh một chữ. Cái sustainability đó của họ chính là cái chữ happiness. Người ta dù bao nhiêu thế hệ họ nhìn vào Coca-Cola, họ đều thấy được cái chữ happiness đó chính là cốt lõi của cái thương hiệu. Và nó được triển khai ở rất nhiều cái cạnh khác nhau. Mình thấy quảng cáo của Coca-Cola, đặc biệt một cái mảng rất mạnh của họ là on-ground activation. Là những cái kích hoạt thương hiệu in tên lên lon, hay là những cái gọi là kết nối hòa bình. Tất cả những cái đó họ đều triển khai ở rất những cái mảng nhỏ nhỏ, nhưng tựu chung lại nó đại diện chữ gọi là hạnh phúc. Hay Nike. Đối với anh, Nike là một thương hiệu mang tính biểu tượng, bởi vì cái giá trị của các bạn cô đọng lại, đó là cái gọi là gì? Possibility. Nike nói câu chuyện just do it, anything is possible. Và họ triển khai tất cả đó, có rất nhiều cái câu chuyện thương hiệu của họ qua sản phẩm của họ nữa. Nike và Adidas thường người ta so sánh với nhau, nhưng đối với anh, Nike là một thương hiệu biểu tượng, bởi vì người ta có thể nhìn được cái thông điệp cốt lõi, giá trị cốt lõi của họ. Còn Adidas người ta nhìn vào đó là gì? Đó là những sản phẩm tốt nhất, nhưng mà thương hiệu anh nói câu chuyện gì thì rất khó để đọc ra. Tựu chung lại, đối với anh, marketing là making change in perception. Nó phải business oriented và nó sustainably đó thông qua việc là branding. Có một cái niềm vui của làm marketing ấy, là lúc nào mình cũng sẽ phải thay đổi. Mình nhìn một cái bài toán ngắn hạn và dài hạn, mình nhìn người tiêu dùng ở thời điểm hiện tại và mình dự đoán tương lai họ thay đổi như thế nào. Bởi vì không thể nào một sản phẩm bây giờ mình đẻ ra nó chưa chắc gì 10 năm sau nữa nó còn đúng với nhu cầu của người tiêu dùng. Mình thấy giai đoạn VUCA bây giờ mọi thứ thay đổi rất là nhanh. Thì marketing cũng phải vận hành theo như vậy. Marketing mình suy nghĩ, mình tìm hiểu, mình đọc người tiêu dùng để mình đưa ra những cái giá trị, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ phù hợp với người tiêu dùng đó. Nhưng một phần trong marketing chính là branding, chính là giá trị mình đại diện. Thì nó cần phải mang tính bền vững. Nó chính là cái cốt lõi, là kim chỉ nam, là cái điều trọng tâm mà khi người tiêu dùng nhìn vào mình, họ nhớ tới, họ tin, họ yêu và họ trở nên trung thành. Thì đối với anh, marketing, branding nó kết nối lại trong một cái statement, một cái câu là như vậy. Và cái vai trò của nó như vậy trong một cái doanh nghiệp, một cái công ty, một cái tổ chức. Ok, vậy thì trước khi mình tiếp tục thì chắc là xin lỗi các bạn. Ở đây thì mình và anh Cường sẽ dùng rất nhiều từ này để mình giải thích cho các khái niệm ở trong marketing. Thì rất mong bạn thông cảm cho sự sử dụng này. Thì em nghĩ là anh Cường, em rất đồng thuận với quan điểm đó. Về câu chuyện marketing thì nó là, với em thì khi mà em đi làm marketing, nó là một cái full process, một cái bao gồm rất nhiều những cái quá trình làm việc ở trong đó, để mình hiểu consumer, hiểu khách hàng của mình hơn, và mình đưa ra những cái như là dịch vụ, những trải nghiệm, những cái sản phẩm mà thực sự phù hợp cho cái need của họ, để một cuối cùng thì mình tạo sự thay đổi ở trong perception, trong nhận định của họ về một cái sản phẩm của mình, về thương hiệu của mình, và từ đó đưa ra những cái giải pháp kinh doanh, giải sử dụng những cái giá trị mặt kinh doanh cho mình mang tính dài hạn. Và branding nó là, với em thì nhiều khi em cũng hơi khó để tìm ra cái định nghĩa cuối cùng cái brand là gì, đúng không? Nhưng với em nó sẽ là một cái single mind idea, hoặc là một cái ý tưởng, hoặc là một cái icon, một cái biểu tượng nó đại diện cho cái sự thay đổi mình muốn thay đổi đối với consumer của mình. Chắc là em sẽ muốn
đi sâu vào cái kinh nghiệm của anh Cường hơn thì mình sẽ quay lại dòng lịch sử đi, mình quay lại thời làm Samsung đi. Tại với em thì em cảm giác là Samsung đã sẽ là một cái thương hiệu sẽ không đưa ra, sẽ không làm full, không làm toàn bộ cái marketing process như mình nghĩ, đúng không? Mà các bạn sẽ tập trung nhiều vào branding, tập trung vào thương hiệu nhiều hơn. Tại vì rõ ràng sản phẩm là mình họ đã có rồi, mình sẽ bán sản phẩm đó tại Việt Nam. Vậy thì ở thời điểm đó anh Cường thể chia sẻ kỹ hơn là với anh ở Samsung branding nó là gì được, kinh nghiệm người đó. Quay lại thời kỳ mà cách đây cũng phải cũng lâu, từ anh mới đi làm thì thật ra mình thấy được rằng là Samsung thật ra họ là một thương hiệu điện tử rất là mạnh. Gần như họ là số 1 thế giới về những cái mảng liên quan tới điện thoại và liên quan tới TV. Nhưng mà thời đó anh đi làm thì anh làm một cái mảng điện gia dụng, tức là điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, máy hút bụi, vân 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 vân. Hồi đó là năm bao nhiêu? Sorry, năm bao nhiêu? 2013. 2013. Ok, để cho bạn có context. Thì mình mới thấy được rằng là cái thật ra bây giờ và thấy quay ngược lại hồi đó đi, mình thấy sẽ có một cái quan niệm cố hữu của người Việt mình. Đó là khi nhắc tới những cái đồ điện gia dụng như vậy, trong đầu chỉ có hai cái nền gọi là nguồn gốc sản phẩm họ tin thôi. Một là hàng Nhật Bản. Đúng. Hai là hàng châu Âu. Nhật Bản chắc chắn là số 1 trong đầu họ, bởi vì bền, tỉ mẩn, tính năng cao cấp, không mất giá, không mất giá luôn. Và đặc biệt là cái mà thông qua rất nhiều thương hiệu mà họ đã chiếm lĩnh được cái khái niệm trong đầu người ta. Mitsubishi, Toshiba, Sanyo, Daikin, vân vân, rất nhiều thứ, Panasonic. Thì lúc đó mình mới thấy được rằng là Samsung thật ra về mặt điện gia dụng là sinh sâu đẻ muộn ở với thị trường Việt Nam. Và khi mình vào thì Nhật Bản cũng như hàng châu Âu đã chiếm tất cả phân khúc, từ những mặt hàng giá rẻ tới hàng cao cấp. Thì lúc đó bài toán đặt ra là liệu mình nhảy vào, mình muốn making change trong perception, mình chọn yếu tố nào? Nếu mình nói câu chuyện về chất lượng sản phẩm, độ bền hay tính năng đi, không nói là mình không làm được nha, nhưng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền và tốn rất nhiều thời gian để mình thay đổi cái quan niệm cố hữu sẵn trong đầu họ. Thì lúc đó marketing ở Samsung mới quyết định chọn một bài toán mà mình nghĩ là mình có thể thay đổi cục diện. Một là mình nhìn vào đối tượng của mình, ai là người mình có thể thay đổi được cái perception đối với hàng điện gia dụng của Samsung. Với những người trên 30 tuổi, mình nghĩ là những người khách hàng rất là truyền thống và họ đã có trải nghiệm, họ được truyền miệng cũng như là truyền từ chính trải nghiệm của họ về những cái giá trị mà hàng Nhật Bản, hàng châu Âu đem lại, thay đổi họ rất khó. Nhưng mà đối tượng trẻ thì sao? Đối tượng trẻ là những người mà thật ra họ muốn sử dụng hay là muốn trải nghiệm những cái mới. Và thật ra là họ sẽ cân đo đong đếm rất nhiều yếu tố để có thể thử nghiệm. Thì đó mình mới thấy được rằng Samsung xác định bài toán tập trung vào người trẻ là những đối tượng dễ thuyết phục hơn. Nhưng thuyết phục bằng cách nào? Thay đổi cái perception, cái nhận định của họ ra sao? Thì nhìn lại bối cảnh làn sóng văn hóa Hallyu của Hàn Quốc, mình thấy cách đây từ những năm 2000, thật ra tới bây giờ, thông qua K-pop, K-drama là một cái, thật sự là một cái luồng thông tin và cái nguồn cảm hứng của người trẻ. Hàng ngày họ tiếp xúc với cái đó, họ sẵn sàng chia sẻ thông tin với cái đó. Thì mình sử dụng cái làn sóng văn hóa đó để làm một yếu tố đánh vào trong cái nhận định của họ. Và mình xây dựng một cái nhận định mà nó không chỉ dừng lại ở bản chất sản phẩm mà mình nhìn rộng hơn. Đó là một phong cách sống. Bởi vì điện, đồ điện gia dụng ấy, mình nhìn nó tách biệt từng sản phẩm thì nó sẽ chỉ là sản phẩm thôi. Nhưng mình nhìn nó dưới cái cạnh là một phần trong cái ngôi nhà của bạn, một phần trong cái trải nghiệm hàng ngày của bạn. Và nó không chỉ thể hiện một cái tính năng nữa, mà nó còn thể hiện bạn là ai khi bạn chọn sản phẩm của Samsung. Thì Samsung mới quyết định. Vậy thì trước khi mình có thể có cơ hội để mình giải thích cho họ tính năng của mình như thế nào, mình tốt ra sao, mình hiện đại như thế nào, thì mình hãy cho họ một cái cảm hứng trước để họ tìm hiểu về mình. Đó là cái campaign, cái chiến dịch mà This is Living ra đời. Đây mới là sống. Và mình đưa cái phong cách sống của Hàn Quốc là cái kim chỉ nam đầu tiên, là cái mũi nhọn đầu tiên để mình thâm nhập vào trong cái tư duy nhận định của họ, để mình thay đổi cái perception của họ. Thời điểm đó thực sự là đột phá khi mà Samsung sẵn sàng đầu tư tới hơn triệu đô để mời hai bạn gọi là celebrity có cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ Việt Nam lúc đó. Anh nhớ tên không nhầm là Song Ji-hyo với lại Kim Woo-bin. Đó, mời hai bạn nó về Việt Nam để đóng những cái tập web show K-drama ngay tại Việt Nam. Ở trong cái ngôi nhà mà tất cả những đồ điện gia dụng của Samsung xuất hiện, và đại diện một phong cách sống rất là đầy tính thẩm mỹ, rất là trẻ trung, có cái sự phù hợp và cái sự tiếp nối với lại chính cái tập khách hàng trẻ của mình. Và đó chính là cách mà Samsung lựa chọn. Mình sử dụng cái thế mạnh
của văn hóa. Mình nói câu chuyện về phong cách để mình len lỏi thay đổi cái nhận thức của họ về về sản phẩm của mình. Và khi mà họ đã bắt đầu có cái interest rồi, có cái hứng thú rồi, thì lúc đó mình sẽ dễ dàng mình truyền đạt những câu chuyện tiếp theo về mặt giá trị sản phẩm, tính năng như thế nào. Còn nếu mình chọn bài toán căn bản ban đầu, mình đi tính năng ấy, mình sẽ gặp bức tường nhận định đúng về hàng Nhật Bản, hàng châu Âu. Đó là cái mà nghĩ là điểm đầu tiên mà quay lại thời kỳ Samsung. Một cái may mắn là mình được làm trong một những cái chiến dịch mà nó mang tính bản lề, tạo ra một cái nền tảng mà Samsung có cơ hội để cạnh tranh sòng phẳng với những thương hiệu khác. Với cái đó em nghĩ là cái ví dụ rất là hay, tại vì This is Living hồi đấy em cũng thích, lúc mà em study lại cái brand Samsung thì cũng rất thích cái campaign đó. Em nghĩ là nó cũng làm rõ hơn cái ý ban nãy, đúng không, là tất cả mọi thứ đều trên sự thật thôi. Mình không có thể được sự thật là về Samsung là maybe mình sẽ không có thể phá cái rào cản về mặt chất lượng, nhưng mình sẽ đánh vào một cái khía cạnh khác, mình kể một câu chuyện khác, mình tạo ra một cái driver, mình tạo ra một cái need, không phải tạo ra một cái need mà mình dựa trên cái need là thời điểm đó người dùng họ rất muốn là thể hiện những cái lifestyle của mình ra, thì mình thực sự mình tạo ra một câu chuyện nó có sức ảnh hưởng đối với họ để mình thay đổi perception. Thì em nghĩ đấy là một cái thứ rất là hay của Samsung. Với lại có một cái điểm nữa mà anh muốn bổ sung, thật ra là marketing nó cũng là một cái giống kiểu mình một cái bài toán ấy. Mình phải lựa chọn ở thời điểm đó, học được một cái là mình chọn đối tượng nào. Giống như nãy anh chia sẻ, nếu mình tập trung vào đối tượng truyền thống, mình sẽ rất khó để mình có thể phá được cái rào cản về mặt nhận định họ đã có sẵn. Nhưng khi mình chọn một đối tượng trẻ hơn và mình thấy được mình có cái thế mạnh sự thật của mình nhé, nguồn gốc sản phẩm, nguồn gốc thương hiệu đến từ Hàn Quốc, mình thấy hai cái điểm này nó có sự tương đồng với nhau. Và lúc đó mình chọn đối tượng đó và mình kể câu chuyện về phong cách với họ, nó sẽ thực sự là cái mà họ quan tâm tới. Thì đó là một cái bài học nữa, là marketing thật ra mình sẽ khó để mình có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Mình hoàn toàn có thể chọn nhiều phân khúc khác nhau, nhưng đâu là phân khúc tiềm năng nhất với những thế mạnh sẵn có của mình, mà ở đó mình có được cái dựa trên sự thật của mình mà mình có thể thuyết phục được họ, mình tác động lên họ, mình making change in perception của họ. Em muốn đi đến câu chuyện tiếp theo là về Mirinda là cái brand thứ hai anh làm, đúng không? Thì em muốn hỏi là ok, thế cái destination của branding, đích đến của branding của Mirinda ở thời điểm đó là gì, và những công việc marketing mình làm ở trong thời điểm đó để build cái brand như vậy bao gồm những cái gì? Mình quay lại lịch sử một xíu thì nói chung Mirinda nằm trong cái ngành hàng CSD là nước ngọt có ga. Thì đối tượng chính của ngành hàng này nó là người trẻ, các bạn trẻ. Từ mình thấy là từ cấp 2, cấp 3 cho tới người trẻ, sinh viên, cho tới đồng đó khoảng cỡ young adults. Thì mình mới thấy là sự thật về mặt hồi đó, thật ra Mirinda lại được sử dụng nhiều nhất bởi những cái người ở nông thôn và thế hệ lớn hơn. Và họ sử dụng giống kiểu một cái nước để họ có thêm gọi là năng lượng, cũng như là để họ có thể làm việc đồng áng. Người trẻ không xem Mirinda là một sự lựa chọn khi mà họ nghĩ tới ngành hàng nước ngọt có ga CSD. Thì lúc mình mới thấy được rằng là vậy thì mình cần phải make cái chance đó trong cái perception. Người trẻ sẽ thấy Mirinda trở thành một phần mà nó liên quan tới cái nhu cầu sử dụng cũng như là những cái cuộc sống của họ. Thì mình mới nhìn xung quanh tất cả mọi thứ về mặt cái dựa trên những cái sự thật, bản chất sản phẩm mình có thể làm. Thì mình thấy có rất nhiều vấn đề. Vấn đề về mặt bao bì, mình thấy bao bì là một cái nhìn rất là cũ kỹ. Mirinda tính, anh nhớ không nhầm tới cái thời điểm đó là cũng phải trên 5, 6, 7 năm, thậm chí 10 năm không thay đổi bao bì. Là mình thấy là một cái cũ kỹ như vậy kéo dài. Cái thứ hai là về mặt câu chuyện, về mặt truyền thông. Khi mình có nói câu chuyện về mặt thương hiệu ra, nó cũng không có quá nhiều cái gọi là thực sự dành cho người trẻ. Về mặt độ phủ của nó thì rất là giới hạn. Bởi vì bản chất là bài toán con gà quả trứng thôi. Khi mà Mirinda không phải là một sự lựa chọn người trẻ, tức là doanh số của nó rất là nhỏ trong toàn bộ danh mục sản phẩm của Pepsi, thì lúc đó sẽ không có đầu tư nhiều để nó có thể phủ nhiều. Anh phải chứng minh được rằng là anh có thể thuyết phục được nhiều người tiêu dùng, anh bán được tốt, thì lúc đó mới có cái động lực để anh đẩy ra. Thường mình làm ở những công ty nước mình biết bài toán con gà quả trứng, bài toán là tôi phải đẩy hàng vào nhưng anh phải đảm bảo tôi bán được hàng ra. Rồi cái nữa là liên quan tới cái việc mà về mặt giá đi, những cái mà thật ra Mirinda lúc đó chỉ tập trung vào những cái packaging, cái size ấy. Rất là lớn, bởi vì nhu cầu của người nông thôn họ uống cho những cái mục đích làm đồng áng mà người trẻ thường mà mình biết là nhu cầu của họ là on the go, họ cầm lon, họ cầm chai nhỏ, họ di chuyển liên tục, họ muốn gì nó năng động. Thì từ tất cả những cái đó mình thấy là có rất nhiều vấn đề. Như vậy thì thay đổi từ lúc nào, thay đổi từ chỗ nào, làm sao để có thể thực sự biến Mirinda trở thành một sự lựa chọn mà họ cảm thấy, người trẻ cảm thấy đó là một phần của họ, họ cảm thấy liên quan, họ thấy có động lực để sử dụng. Thì lúc đó mới quay ngược về bản chất. Bản chất của CSD, nước ngọt có ga, nó sẽ nói về câu chuyện đó là những cái dịp sử dụng.
Và bởi vì nước ngọt có ga, nó có một cái yếu tố đó là gì? Nó có ga vào, nó có thể uplift cái mood của mình lên. Mình thấy là tại sao mà khi mà mình đi uống, mình đi tiệc, mình đi ăn uống này nọ, mình phải uống những cái nước như vậy. Uống nước lọc không thôi nó rất là chán. Nếu có ga vào, ok, vị giác mình cũng tăng lên, mood mình vui vẻ hơn, mình chia ra một thứ này nọ. Lúc đó Mina mới quyết định là vậy thì mình phải chọn một cái khía cạnh để mình có thể nhảy vào trong được cái perception của người ta. Khi mà Coca và Pepsi đang sở hữu một cái dịp sử dụng cũng như là cái nền tảng mà về mặt tương quan tới triển khai thương hiệu, đó là music platform. Mình thấy music là cái tiêu thụ lớn nhất của người Việt Nam mình. Việt Nam mình nghe nhạc, xem YouTube cũng rất là nhiều, hát karaoke cũng liên tục. Coca thì vào những cái gọi là music fest, tại mình thấy hồi đó thật ra dịch các kiểu nếu chắc cũng làm tiếp. Mình thấy cách đây 5-7 năm music fest Coca hàng năm một cái rất là lớn, summer fest. Hay Pepsi mình thấy đi, luôn luôn đi với những cái gọi là pop culture, ca sĩ, tài trợ âm nhạc đến từ cả platform của nước ngoài, Michael Jackson, Britney Spears, vân 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 vân. Về Việt Nam mình thì họ cũng lựa chọn những ca sĩ rất nổi tiếng. Vậy thì music là một cái nền tảng liên quan tới người trẻ mà hai bạn lớn nhất đã xâm chiếm rồi. Mình không thể nào cố đấm ăn xôm mình nhảy vào được. Vậy thì mình phải tìm cái khoảnh khắc nào, mình tìm được cái nền tảng nào mà ở đó Mirinda nói riêng và cái trong cái dịp sử dụng của ngành nước ngọt có ga nói chung mình có một cái vai trò. Thì lúc đó Mirinda mới xác định là nhảy vào những cái fun party moments. Khi mà uống vào thì người ta sẽ cảm thấy uplift mood lên, vui vẻ hơn, vibrant hơn. Và mình chọn những cái nền party. Nhưng mà party đó mình thể hiện mình nhắm vào ai? Mình không thể chọn những cái đối tượng rộng lớn chung chung được. Vì lúc đó mình sẽ kể một câu chuyện mà mình cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Thì đó mình mới chọn là các bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Và mình chuyển cái câu chuyện của thương hiệu đó thành tất cả các mảng khác. Mình nói về fun, một cái fun vibrant drinks cho những cái party moments. Và một cái thức uống rất là vui, rất là đầy màu sắc, rất là giàu cái ga cho những cái khoảnh khắc tụ hội chung của những bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Lúc đó mình thay đổi cái bao bì luôn. Một cái thời điểm may mắn lúc đó là ở Team Mira mình được làm những cái thứ mới mẻ như vậy, là mình được thay đổi toàn bộ cái bao bì theo một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Lúc đó anh nhớ không lầm là sử dụng phong cách pop art, là màu sắc rồi họa tiết tất cả một thứ này nọ. Các bạn trẻ nhìn vào đây, this is a drink for me, chưa cần uống nữa, nhìn cái bao bì thôi là cũng nhìn cool trẻ trung kiểu này nọ rồi. So với anh Mira cách đây 5-7 năm một cái hoàn toàn khác. Rồi cái sản phẩm mình vẫn ở đó, cái functional offering của mình vẫn trước giờ vẫn là hoàn toàn phù hợp với cái dịp này. Và đặc biệt một cái quan trọng nữa thời điểm Mirinda đó là chọn cái platform để triển khai. Thời điểm đó thì sau âm nhạc thì hài, những cái gọi là clip hài phân ở trên YouTube mình thấy là một cái nó thực sự là một cái mảng content cực lớn. Và đó Mirinda đã quyết định chọn cái gọi là phân bằng cái moment nhưng mà sử dụng cái web series để mình truyền tải thông điệp đó. Mirinda thay đổi toàn bộ câu chuyện về mặt truyền thông. Nó nằm trong một cái lộ trình dài hạn branding ấy, là biến Mirinda trở thành một cái người fun party leader. Mình hôm nay hình dung đấy có chuyện mà anh có chia sẻ rồi. Làm sao để người ta nhìn thương hiệu của bạn một cái giá trị cốt lõi nhưng mà giữ lại một cái hình ảnh con người. Thì lúc đó anh Mirinda sẽ đại diện cho cái yếu tố gọi là fun. Vui nhất là nghĩ tới Mirinda. Và Mirinda giống kiểu như là đứng ra chủ trì cuộc vui vậy. Thì mình sẽ chọn cái tất cả mọi thứ xoay quanh cái phần đó. Mình chọn nền tảng là web series hài. Mình chọn những cái câu chuyện truyền thông, mình làm chiến dịch, hồi đó mình còn làm cả một chiến dịch liên quan tới trôn bạn bè ở trong trường học. Mình chọn ambassador là Trấn Thành, thời điểm đó là đại diện cho cái phân. Tất cả những thứ đó xung quanh thì mình xây dựng được một cái hình ảnh thương hiệu nó rõ ràng. Nó rõ ràng hơn và nó khác biệt hơn so với Coca, Pepsi. Nó rõ ràng và khác biệt hơn so với 7UP. Mình thực sự là một người bạn, một cái phân party leader đối với tất cả bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Và mình triển khai tất cả các mảng, từ packaging mình đổi mới, câu chuyện promotion, truyền thông mình đổi mới. Thì đó là cái mà một trong những cái anh nghĩ là may mắn và cũng là một cái dấu ấn mà được làm ở Mirinda và được làm trong đúng cái giai đoạn mà brand cần chuyển mình để xây dựng một cái hình tượng brand rõ ràng, nằm trong một lộ trình marketing cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn. Ngắn hạn ở chỗ một cái nền tảng của cái ngành nước nhé, là availability. Mình phải có mặt ở điểm bán thì lúc đó cái ảnh hưởng của những cái truyền thông tác động lên cái perception của họ. Họ ok, họ đã có mình trong đầu rồi. Họ muốn ra ngoài, muốn chọn Mirinda nhưng mình không có những điểm phù hợp với họ. Ví dụ họ là học sinh cấp 2, cấp 3, mình không có mặt ở trường, không có mặt ở căng tin, không có mặt ở những cái tụ điểm vui chơi. Thì làm sao mình có thể mình chuyển dịch nó thành một cái business oriented lại được. Thì đó là một cái bài học anh nghĩ cũng là một cái được triển khai rất là hay ho ở Pepsi.
Đó là khi mình nói câu chuyện đó, mình thuyết phục được tất cả các kênh xung quanh liên quan theo, thì mình có một cái gọi là thử nghiệm, mình phủ vào những cái điểm mà người trẻ ở đó. Và khi tất cả mọi thứ nó nằm dưới một cái nền tảng chung, mình muốn cái thương hiệu của mình dành cho người trẻ, phân party leader, mình có mặt ở những địa điểm liên quan tới người trẻ, những cái dịp moment đó, thay đổi packaging của mình phù hợp người trẻ hơn, câu chuyện sản phẩm của mình đi từ functional, từ tính năng lên cái câu chuyện phân party leader nó rõ ràng hơn, thì nó tạo ra một cái nền tảng rất là tốt. Và rất là vui là sau khi mà làm ở Winda một thời gian ấy, thì mình nhìn thấy được cái số nó trả ra về mặt thị trường, thị phần mình tăng lên. Và mình thật ra mình cái CSD vẫn vậy, nhưng thị phần mình tăng lên, tức là mình đâu đó mình kéo người trẻ từ những cái phân khúc khác về mặt cola hay là vị chanh, mình kéo người ta sử dụng những cái phân khúc của mình. Thì đó là một cái điểm mà mình thấy được rằng là khi mình làm hoạch định một cái marketing plan ấy, short term, mid term, long term, nhưng mà dưới một cái cạnh mình build một cái brand nó rất là sustainable, một cái hình ảnh có giá trị rất là rõ ràng, thì nó sẽ trả ngược lại những cái yếu tố liên quan chỉ số kinh doanh. Và nó thực sự là một cái tưởng thưởng. Vậy thì nó sẽ khác gì cái thời gian anh làm Samsung? Tại vì em hiểu là Samsung anh sẽ là chỉ làm nhiều về communication, làm nhiều về các chiến dịch là để build thôi. Còn ở Mirinda thì cái trọng tâm nó sẽ khác hơn, trọng tâm về việc communication sẽ ít hơn, và mình sẽ phải làm toàn bộ từ brand strategy cho tới packaging cho tới mọi thứ, đúng không? Thật ra anh nghĩ thì không phải là ít hơn, mà mình được làm nhiều hơn. Ok, mình vươn ra khỏi khuôn khổ mình chỉ làm truyền thông thôi, mà mình tác động được lên packaging, mình tác động được lên cái gọi là go to market strategy, tức là làm sao để phủ hàng ra những kênh phù hợp. Mình tác động được lên, sau này có một cái nữa, mình tác động luôn cả sản phẩm cơ, tức là mình được gọi là thay đổi cái công thức sản phẩm. Okay. Thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà ít nhất ở Mirinda nói riêng và ở Central PepsiCo thì mình được làm nhiều hơn, để mình thấy được marketing là một cái full funnel, là một cái full process, là một quá trình mà mình được làm rất nhiều mảng khác nhau, và mình thấy được rằng tất cả những cái đó được liên kết chặt chẽ, để từ đó mình xây dựng ra một cái thương hiệu mạnh và nó trả ngược về số để có thể tạo ra giá trị cho chính công ty. Chắc là để em sẽ recap cho lại cái point này một chút xíu là ở Mirinda thì em nghĩ là nó sẽ không chỉ làm câu chuyện communication mà marketing, mình sẽ hiểu rất rộng marketing, mình sẽ hiểu được gần như là cần hết tất cả những thứ marketing phải làm. Một là câu chuyện brand strategy, là chiến lược của thương hiệu ra sao, làm sao để mình chọn đối tượng giới trẻ là cái đối tượng mình sẽ hướng tới, và cái gì là mình sẽ cái thứ mình offer mình đưa cho họ. Cái thứ hai là mình tập trung với câu chuyện product innovation, làm sao để có packaging mới, làm sao để có thời gian những cái vị mới chẳng hạn. Và cái thứ ba là về communication, mình bắt đầu là tạo được trôn, tạo ra chân, bắt đầu làm về chân thành, tất cả mọi thứ, thì nó sẽ là ba cái mảng lớn. Và cái mảng thứ tư nữa là về làm sao mình có thể activate được cái brand ở tại điểm bán, đẩy ra availability, đẩy ra là đảm bảo là ở những điểm bán có hàng của mình, thì đấy sẽ là một cái gần như là full process của marketing rồi. Ở Samsung là anh được học câu chuyện làm sao để mà support cái brand này, reinforce cái brand này, đúng không? Xây dựng những cái campaign để mà đẩy mạnh cái brand hơn tại Việt Nam. Ở Mirinda thì nó là câu chuyện build ra một brand mới, xây dựng cái thương hiệu mới và đưa ra những cái innovation mới. Câu hỏi là kinh nghiệm của anh ở Samsung và kinh nghiệm ở Mirinda nó giúp ích cho nào khi mà anh chuyển vào BTS? Thế cái câu chuyện của BTS thì mình quay ngược lại cái thời điểm cách đây 5-6 năm, thì mình thấy thời điểm đó BTS thật ra vẫn là một cái thương hiệu nôm na gọi là một thương hiệu quốc dân. Nhưng mà người ta nhớ về BTS có hai điểm. Một là người ta nhớ qua cái slogan là New Bàn Chân Việt. Và hai là người ta nhớ tới BTS có thể nói là những yếu tố nó không có tích cực lắm. Đó là cái sản phẩm thì cũ kỹ, thương hiệu thì lâu đời của cha chú, và đặc biệt là sản phẩm lại gắn liền với cái tính năng nó bền thôi. Chứ những cái về mặt chất lượng hay những cái về mặt liên quan tới thiết kế này nọ thì không được đánh giá cao. Thì lúc đó mình mới nhận ra một cái vấn đề mà sau này nó chính là cái việc mình cần thay đổi. Đó chính là toàn bộ người trẻ Việt Nam mình không còn thấy BTS là thành một phần của họ nữa, mà mình thấy đó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà người trẻ họ mất sự kết nối với BTS rồi, thì mình rất khó để khi mà trong những cái giai đoạn khác cuộc đời của họ, mình có thể tiếp tục kéo họ trở thành khách hàng của mình. Mình thấy với một cái thương hiệu mà kinh doanh tất cả những cái danh mục sản phẩm mà từ trẻ em mới tập đi cho đến người trẻ học sinh cấp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3, người trẻ đi làm cho tới trung niên, mà mình gãy một cái khúc ở giữa. Tới thời điểm cách đây 5 năm, phụ huynh vẫn có thể mua giày cho trẻ em, cho con em họ đi. Nhưng mình tưởng tượng những người trẻ là những người đang mất kết nối với BTS. Họ có quá nhiều sự lựa chọn trên thị trường, họ có những thương hiệu quốc tế, họ có những cái hàng fake, hàng nhái, hàng giả. Và họ không có thấy BTS nằm trong top những sự lựa chọn của họ nữa.
thì tưởng tượng họ đã không có kết nối rồi, thì khi mà họ sau này họ lớn lên, họ xây dựng gia đình, họ có con cái này nọ, rất khó để mình có thể thuyết phục họ sử dụng BTS, họ mua BTS cho con em họ. Thì mình nhận ra được cái sự đứt gãy đó, và đó cũng chính là cái mà bài toán đặt ra, mà cái đề bài marketing making change, mình muốn thay đổi cái nhận thức của người trẻ và khiến cho họ quay về trở lại thành khách hàng của BTS. Thì lúc đó mình mới nhìn được mình thay đổi bằng cách nào. Mình thay đổi dựa trên rất nhiều thứ mình phải làm, nhưng cốt lõi bản chất vẫn là phải quay về từ sản phẩm. Bởi vì sản phẩm chính là cái mà người ta đầu tiên người ta tìm đến mình một cách rất là lý tính, một cái nhu cầu thôi. Và sau đó từ sản phẩm thì anh có thể anh kết nối với họ, anh có thể kể những câu chuyện khác, anh cũng có thể gắn yếu tố cảm xúc vào, và xa hơn là anh xây dựng một cái thương hiệu như một cái con người mà có một sự tương tác đối với họ. Thì lúc đó BTS mới quyết định là mình ra một cái dòng sản phẩm, đó là BTS Center, chính là dòng sneaker giày thể thao dành cho người trẻ, dựa trên cái việc sản phẩm sneaker là một cái xu hướng và một cái trend thực sự đã được chứng minh bằng tính dài hạn của thế giới. Đó là việc người trẻ thực sự là sneaker trở thành văn hóa đối với họ. Thì mình tạo ra dòng sneaker đó để mình kết nối được lại người trẻ với mình. Nhưng mà sản phẩm không thôi chưa đủ, mình có thể thay đổi về mặt chất lượng, mẫu mã, hình thức, nhưng mà những yếu tố khác biệt của mình so với rất nhiều thương hiệu ngoài kia nằm ở đâu. Lúc đó mình mới nhìn rộng ra, người trẻ đó không chỉ mua giày để họ đi trên chân để bảo vệ chân nữa, họ thực sự đang đi một cái phong cách, một cái lối sống mà thực sự họ thấy họ thuộc về. Và cái phong cách lối sống đó nó thể hiện không chỉ qua bản thân sản phẩm mà còn tại điểm bán. Tưởng tượng một đôi giày mình nói câu chuyện rất hay, thiết kế rất cool, nhưng mà một cái điểm bán sập sệ không hề mang tính lifestyle, nó cũng ảnh hưởng tới hành trình mua sắm của họ rất nhiều. Lúc đó mình mới mở rộng ra cái tác động của mình, là mình thay đổi lại về bộ mặt của cái cửa hàng, chính là cái P place ở trong bản chất của marketing ấy. Mình thay đổi hệ thống cửa hàng làm sao để trải nghiệm mua sắm tốt hơn, trưng bày đẹp đẽ hơn, hợp thời đại hơn, và mình mở rộng cái kênh mua sắm của mình trên những kênh mà phù hợp với lại giới trẻ hơn, đó chính là e-commerce. Nhưng mà tất cả cái đó vẫn chỉ là những cái marketing business oriented, nhưng mà mang tính ngắn hạn thôi. Nó là nền tảng để mình có thể duy trì, nhưng mà cái yếu tố sustainable chính là ở vai trò thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, giá trị cốt lõi nằm ở đâu. Thì lúc đó là bài toán việc kết nối giữa giá trị của cái câu slogan ai cũng nhớ, nâng niu bàn chân Việt. Nhưng nâng niu bàn chân Việt đó có ý nghĩa gì với người trẻ? Họ nhìn cái cốt lõi của chữ nâng niu đó nằm ở đâu? Thì đó là lúc mà BTS đặt ra bài toán nhìn vào trong tất cả những cái tâm tư, những cái truyền cảm hứng, những cái mà người trẻ quan tâm xung quanh cuộc sống của họ, để chọn ra một yếu tố liên quan tới ngành hàng giày dép nhất. Và đó chính là cái từ trải nghiệm. BTS muốn nâng niu những hành trình trải nghiệm của người trẻ, bởi vì người trẻ là những người luôn luôn đi tìm hiểu, luôn luôn muốn thử cái mới, luôn luôn muốn khám phá thế giới, khám phá bản thân của họ. Experience hay trải nghiệm chính là một cái mega trend mà tất cả người trẻ đều phải trải qua. Và mình chọn cái giá trị đó là nâng niu trải nghiệm, chính là cái cốt lõi của BTS Center. Và một cái quan trọng là nó kết nối ngược lại với giá trị chung của BTS. BTS muốn thực sự đại diện cho cái từ nâng niu. Mình nâng niu bàn chân của những tập khách hàng khác nhau. Những bàn chân nó được chuyển thể thành cái những bước chân trải nghiệm của người trẻ. Những bàn chân nó chuyển thành những cái bước phát triển tự do và hạnh phúc của trẻ em. Những bàn chân nó trở thành những cái bước chân mang tính tự do, phá bỏ xiềng xích, những cái định kiến của phụ nữ Việt Nam. Một cái thương hiệu rộng như BTS, một toán rất là khó làm sao để kể một câu chuyện, một giá trị nhưng mà lại đúng với nhiều tập khách hàng khác nhau. Và mình quyết định mình chọn cái chữ nâng niu đó. Nâng niu chính là giá trị cốt lõi của BTS, là cái đứng đằng sau toàn bộ những cái hoạt động mà xây dựng cái branding của BTS. Và ở mỗi phân khúc khách hàng khác nhau thì nâng niu sẽ phù hợp với những cái mang tính truyền cảm hứng, những cái giá trị hay những cái mơ ước mà những cái tập khách hàng đó họ thực sự họ tin và họ yêu. Thì đối với anh đó chính là cái mà mình đúc kết được những cái mình đã được học từ những môi trường trước. Mình quay ngược lại cái bản chất của việc marketing là making change perception. Và mình được làm những thứ mang tính tạo ra một cái hoàn toàn mới về mặt sản phẩm, thay đổi những cái về mặt trải nghiệm của người tiêu dùng, mở rộng kênh. Và quan trọng nhất là mình được xây một cái thương hiệu hoàn toàn mới. Nhưng mà thương hiệu đó kết nối ngược lại với thương hiệu tổng. Và đồng thời một cách nào đó mình cũng đang góp phần để mình cho thương hiệu tổng một cái hình ảnh nó rõ ràng hơn, một cái giá trị nó cô đọng hơn, và nó có thể tồn tại một cách bền vững theo thời gian. Em muốn hỏi một câu hỏi trực diện xíu là anh có nghĩ là hoạt động marketing của anh ở BTS thành công không? Câu hỏi này thẳng vào mặt luôn, trực diện. Đúng chứ, trực diện luôn. Thì anh nghĩ thật ra là cái thành công hay không ấy, thì mình phải có một cái
quy chuẩn chung để nói chuyện nhau. Vậy thành công định nghĩa là gì? Đối với anh thật ra từ lúc đi làm tới thời điểm bây giờ, thành công đối với anh ấy, tất nhiên bên cạnh những cái gọi là mình hay có cái đặt KPI ra thì phải đạt được, đúng không? KPI chỉ số đó là về mặt doanh thu hay là những cái chỉ số mặt thương hiệu, về mặt nhận biết hay là yêu thích của thương hiệu. Thì đối với anh đó là những cái mà thật ra ai cũng có thể đặt ra và đạt những cái đó mình gọi là thành công. Nhưng có cái điểm quan trọng hơn ấy, mà tâm điểm với anh ấy, bởi vì marketing is life, và thấy được tất cả những cái thứ mình làm ấy, nó ở ngoài cuộc sống, thì đối với anh đó là cái sự thành công. Khi mình làm ở business, mình thấy những đôi giày mới mình tung ra, mình thấy những câu chuyện truyền thông mình kể được người tiêu dùng hưởng ứng, họ tương tác với mình, họ có thể chia sẻ, thậm chí họ có thể phản biện. Đó cũng là một cái thành công. Bởi vì sợ nhất là một cái điều là khi mình nói một cái mà không ai quan tâm, không ai buồn tương tác. Giống như trong tình yêu có một cái là ngược lại của yêu, không phải là ghét. Bởi vì có cảm xúc mới có yêu và ghét. Ngược lại của yêu chính là sự thờ ơ, không quan tâm. Thì mình thấy sự thành công của mình đến từ chính cái việc mà người tiêu dùng hưởng ứng. Họ không chỉ mua đôi giày của mình, họ còn bàn tán về những đôi giày của mình. Họ không chỉ có thấy những cái mẫu truyền thông, những cái thông điệp ý nghĩa của mình, mà họ còn chia sẻ nó, họ còn tương tác, nói chuyện với nó. Thì đó là cái thước đo thành công quan trọng nhất. Thấy những cái mình làm có một cái vị trí ở trong cuộc sống thực tế của người tiêu dùng. Dù đó có là khen, là chê. Chê là cái cớ để mình có thể tiếp tục mình cải thiện. Và đó cũng chỉ là yếu tố của marketing. Marketing không đứng yên. Người ta còn chê thì mình còn nhiệm vụ để mình tiếp tục cải tiến. Mình còn nhiệm vụ tiếp tục mình phải đào sâu, mình hiểu thêm họ. Cái thú vị của nghề marketing nằm ở chỗ đó. Câu hỏi là nếu như mà anh được thay đổi một điều gì đó ở trong bất kỳ một cái brand nào trước đây anh từng làm, thì anh sẽ thay đổi điều gì? Câu hỏi này thật ra rất là khó, bởi vì những cái mình làm ra mình tất nhiên sẽ có những cái gọi là thành công và thất bại. Nhưng mà những cái thất bại đó lại là những cái bài học để cho mình thực sự mình có một cái thời điểm bây giờ. Thật ra nếu mình thay đổi thất bại, chưa chắc mình đã thành công được như bây giờ, hoặc là mình có nhận thức đó. Nhưng mà nếu như có một cái được quay trở lại quá khứ thì mình thay đổi câu hỏi xíu. Nếu được quay trở lại quá khứ và làm một thứ khác đi, chứ mình chưa chắc thay đổi, thì mình sẽ làm gì? Thì đối với anh quan trọng nhất là giá như mà thời điểm lúc mình làm mình có được cái nhìn nhận mang tính tổng quan như bây giờ, thì mình có thể mình làm cho mọi thứ trọn vẹn hơn. Anh lấy ví dụ, và nếu như mình thay đổi được, mình muốn tác động lên đó là sản phẩm. Bởi vì bản thân anh đối với cốt lõi tất cả mọi thứ mình làm của marketing nó là kể về sự thật. Mình chọn cái khía cạnh nào để mình có thể mình kết nối với những cái mà người tiêu dùng quan tâm, để mình có thể thay đổi nhận thức của họ, thì đó là cái quan trọng. Nhưng mà tất cả mọi thứ đối với anh, mình bắt đầu cốt lõi từ sản phẩm. Sản phẩm là điểm quan trọng nhất. Ở Samsung hay Pepsi, thật ra cái tác động lên sản phẩm nó bị giới hạn. Tất nhiên là cái lý do mình cũng chia sẻ rồi. Nó thương hiệu toàn cầu và sản phẩm họ sản xuất ra để phục vụ rất nhiều môi trường, rất nhiều thị trường khác nhau. Mình tác động lên những cái sản phẩm đó thật ra ở một thị trường nội địa nó gần như là không thể. Nhưng mà nếu được quyền thay đổi sản phẩm thì đó sẽ là một cái, thực sự là một cái đặc ân. Trong quá khứ ở Pepsi anh được quyền có một cái dự án mà anh rất là nhớ và một cái kinh nghiệm rất là lớn. Đó là thay đổi công thức của sản phẩm Mirinda. Mặc dù chỉ là thay đổi một lượng đường thôi. Tức là trong công thức rất nhiều thứ nhưng mình thay đổi cái lượng đường trong đó. Nhưng mà để thay đổi cái đó mình phải làm việc rất nhiều thứ. Mình làm việc rất nhiều bên. Và cái cho mình học được đó là việc mình phối hợp với nhiều phòng ban khác nhau. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy được thực sự cái đằng sau cái giá trị mình đưa vào sản phẩm đó nó nhiều. Bởi vì lúc đó câu chuyện thay đổi sản phẩm nó dựa trên cái việc là giá thành của nguyên liệu nó cao. Mình cần phải tìm một sự thay thế. Nhưng mà nếu được thay đổi thì anh muốn mình sẽ được tác động vào sản phẩm nhiều hơn. Mang tính nội địa hóa nhiều hơn. Bây giờ mình thấy Mirinda có gia vị đá me á. Đó chính là cái mà anh mơ ước hồi đó được làm. Thì những người sau này đã được làm rồi. Mình nếu mà quay ngược lại quá khứ thì nếu mà phải chọn một cái thì đó chính là việc mình được tác động đến sản phẩm nhiều hơn. Như vậy thì em nghĩ cái phần trả lời bạn ấy nó linh rất hay đến cái câu hỏi tiếp theo của em á. Tại vì em theo như cái phần vừa rồi thì em thấy là mình sẽ chỉ được làm full toàn bộ marketing khi mà mình được chỉ làm ở những cái doanh nghiệp mà có innovation brand, đúng không? Như là Mirinda, hoặc là mình làm ở những cái doanh nghiệp nội địa đang phải chuyển mình như là Vitis. Vậy câu hỏi đặt ra là những cái brand lớn mà đã thành hình về mặt brand như là Coca hay là Milo đi, thì nó có đang giới hạn cái khả năng được làm nhiều thứ và khả năng học hành của một marketer hay không? Thật ra anh nghĩ là marketer đối với anh nhỉ, là một cái lifelong journey để study. Tức là một cái chặng đường đi học cả cuộc đời, học lớp học mãi. Ở những môi trường về mặt công ty quốc tế, tất nhiên sẽ có những cái điểm bị giới hạn. Giống như anh chia sẻ, những cái liên quan tới sản phẩm rất khó để chạm vào, hay là xây dựng một cái thương hiệu từ zero. Nó rất khó bởi vì toàn bộ những thương hiệu đó thương hiệu toàn cầu.
nó có sẵn nền tảng của nó rồi. Có chăng nên về Việt Nam mình nội địa hóa một phần, nhưng mà ngược lại ở những cái môi trường đó mình được học về những kiến thức rất nền tảng mà đã được chứng thực qua rất nhiều thị trường khác nhau, và mình học được một cái process mà họ đã xây dựng ở nhiều môi trường khác nhau như vậy, cách phối hợp rất là bài bản quy củ. Thì ngược lại ở nội địa mình được làm rất nhiều thứ, bởi vì bản thân là sản xuất ở Việt Nam mà mình được đụng chạm đến sản phẩm luôn, nhưng ngược lại những cái quy trình ấy, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thành hình. Thì anh cảm thấy may mắn ở chỗ là mình được học từ cả hai môi trường đó, và đối với anh thật ra là cơ hội cho tương lai nó sẽ có ở việc cái cạnh nội địa hóa của những thương hiệu toàn cầu. Một là đến từ sự vươn lên của những thương hiệu Việt Nam hay ở những thị trường khác, những thương hiệu nội địa họ vươn lên, họ có thế mạnh để thay đổi sản phẩm, họ lấy những câu chuyện cực kỳ phù hợp với thị trường nội địa đó và họ trở thành một cái đối trọng với lại những thương hiệu nước ngoài. Thì những thương hiệu quốc tế, những thương hiệu nước ngoài họ cũng cần phải thay đổi. Anh thấy là đưa ra những cái về mặt innovation sản phẩm nhưng mà có xuất phát điểm từ phục vụ chính nhu cầu của thị trường, từng thị trường một ấy, là cái mà xu hướng bây giờ các thương hiệu nước ngoài đang thực hiện. Bởi vì khi mà họ đã tới một cái mức độ hoàn chỉnh về mặt quy trình ấy, họ có thể đưa ra được những cái để làm sao có thể phù hợp với những thị trường riêng có, và khi đó họ sẽ chủ động hơn trong việc tiếp tục sở hữu cái thị phần của họ, thậm chí họ mở rộng ra nữa. Nghĩ đó là một cái cơ hội mà anh thấy là một cái xu hướng. Nhưng ngược lại thì môi trường nào cũng sẽ có cái ưu nhược điểm của nó thôi. Mình không thể nào muốn môi trường hoàn hảo quá được, nhưng mà ở đâu mình cũng sẽ học được. Bởi vì một cái khẳng định lại đối với anh, marketing là một cái lúc nào mình cũng sẽ phải học. Em agree với cái đồng ý cái point view đấy. Thì em nghĩ là ở những công ty lớn hoặc là ở những brand nó thành hình thì mình sẽ được học là ok, cái quan điểm đến của mình cho branding là gì. Một cái brand thành công nó sẽ được nhìn nhận thế nào, mình phải làm gì để bảo vệ nó, đúng không? Và các bạn sẽ nhìn nó đích đến, tại vì gần như là marketing thì phải đi rất lâu đến được cái trạng đó. Thì em nghĩ là một cái sự cân bằng giữa việc là mình vừa làm cho một cái công ty lớn đã có một cái brand thành hình, và việc sau đó mình bắt đầu là mình reach out, nghĩa là qua những cái doanh nghiệp mà mình được làm full cái process của marketing, thì nó sẽ cho mình cái kinh nghiệm rất là đầy đủ như là anh Cường đã có trong nhiều năm ở đây. Ok, vậy thì nãy giờ mình nói rất nhiều về marketing rồi. Em nghĩ là mình có một câu cuối nó dễ thở hơn đi. Là nếu mà tưởng tượng là ngày mai anh được làm CMO của một bất kỳ một công ty nào, bất kỳ một thương hiệu nào trên thế giới, anh sẽ làm công ty nào và anh thay đổi điều gì đầu tiên? Ok, câu này tính ra nãy giờ là câu khó nhất. mình phải tưởng tượng. Thật ra anh nghĩ là có rất nhiều công ty anh muốn làm. Nó sẽ dựa trên những cái tiêu chí liên quan tới việc là một á, là thực sự tạo ra một giá trị lớn. Mình thấy là making change, nhưng mà thực sự cái change đó nó lớn đến mức độ nào và nó tích cực đến mức độ nào là tiêu chí đầu tiên mà anh sẽ lựa chọn nếu mà được cho những công ty tiếp theo. Và cái thứ hai là cái personal interest, tức là cái đam mê của mình, cái sự phù hợp của cá nhân mình. Nó có thể đến từ đam mê, nó đến từ sở thích, hay thậm chí nó đến từ một cái định hướng cho cái tương lai của mình. Thì thường anh sẽ nhìn vào những yếu tố đó để anh cân nhắc. Anh nghĩ nếu phải chọn thì anh sẽ chắc là mình sẽ dựa trên một cái xu hướng, đó là mạng xã hội. Anh nghĩ những cái nền tảng như là TikTok, Insta, và đặc biệt là TikTok thực sự là tạo ra một cái, thực sự là một game changer. Khi mà thế giới mình tưởng thấy là Facebook đã gần như là nắm toàn bộ, Facebook, Google, đặc biệt là YouTube ấy, nắm giữ toàn bộ những cái interest của người ta rồi, thì anh TikTok anh nhảy vào và anh thay đổi cuộc chơi. Vì TikTok mà Facebook phải ra những cái gọi là YouTube Shorts, Google phải ra cái YouTube Shorts, hay là Facebook phải là Reel cho Instagram, và gần đây là Reel cho chính Facebook luôn. Anh thấy là TikTok thật ra là họ có một cái rất khác biệt về sản phẩm, về cái nền tảng của họ. Và có một cái điểm mà thực sự anh muốn làm ở TikTok, đó là vì anh thấy sức mạnh trong cộng đồng nó rất lớn. Nếu như bạn sở hữu một cái nền tảng như TikTok, nhưng mà với sức mạnh lớn như vậy, đến một cái câu mà anh có một tâm niệm giống trong phim Spider-Man anh yêu thích, có cái năng lượng, cái power càng lớn ấy, thì phải đi với trách nhiệm càng lớn. Thì khi mình có một cái sức mạnh như vậy rồi, mình làm được gì để nó mang tính tích cực cho không chỉ cái tập cộng đồng của mình mà còn rộng ra hơn cho xã hội, mà bởi vì TikTok có phạm vi toàn cầu nữa, cho thế giới này. Mình biết thế giới mình có rất nhiều thứ nó đang hơi gọi là nhiễu loạn, thì nghĩ với một nền tảng như TikTok có sức mạnh làm được điều đó. Và nếu như mình có thể được nắm vai trò cầm trịch những phần đó, thì thật ra mình sẽ có một cái tác động lớn hơn. Chưa biết đúng hay sai, hay chưa biết nó tốt cho cái business oriented hay không. Nhưng anh nghĩ là anh sẽ quan tâm đến cái khả năng mà sustainable cho chính cái nền tảng đó, và cho chính cái giá trị mà tạo ra cho cộng đồng.
hy vọng là ngày mai thì HR của TikTok sẽ liên lạc với anh Cường để phỏng vấn anh. Ok, vậy thì mình cũng đã kết thúc cái phần trao đổi của mình. Em hy vọng là các bạn cũng đã hiểu rất rõ về cái khái niệm của branding và marketing. Thì rất cảm ơn anh Cường cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vậy thì trước khi kết thúc thì Linh sẽ được tóm tắt lại về ý chính mà Linh và anh Cường đã trao đổi ở trong buổi ngày hôm nay. Cái đầu tiên là định nghĩa về marketing. Marketing cuối cùng, objective của nó là make change on perception, tức là thay đổi những cái nhận định, thay đổi những cái những thứ trong suy nghĩ của consumer, của target audience, để đảm bảo là họ tạo ra những giá trị cho business và ở một cách rất là mang tính dài hạn. Thì đó sẽ là takeaway đầu tiên. Cái thứ hai là marketing bao gồm rất nhiều những cái hoạt động khác nhau, bao gồm từ việc là tạo ra những chiến lược về marketing, hiểu thị trường, tạo ra những cái communication, những cái chiến lược truyền thông. Và thứ ba là tạo ra những cái điểm hoạt động tại điểm bán. Thì đấy rất là toàn bộ hoạt động về marketing, và trong đó thì brand building, xây dựng thương hiệu, nó sẽ là một phần của marketing. Brand building nó sẽ là một cái đích đến để cho nó là một cái icon, nó là một cái idea để thể hiện cái sứ mệnh đó, thể hiện cái sự change đó thông qua những connection, thông qua những cái trải nghiệm của người tiêu dùng, thông qua những câu chuyện người ta hiểu được thực sự là cái brand nó tồn tại vì điều gì và nó thể hiện cho sự thay đổi nào. Cái số 3 là một thứ rất quan trọng mà Linh Văn Cường nói rất nhiều, đấy là tất cả marketing hay là brand building thì nó phải dựa trên sự thật. Mình sẽ không thay đổi được sự thật và mình sẽ phải đảm bảo là mình có trách nhiệm với tất cả những cái hoạt động marketing và brand building của mình. Một cái note thứ tư nữa, mà đây là quan điểm cá nhân của Linh Văn Cường thôi, là ở tất cả những cái công ty thì mình sẽ đều học được một cái gì đó. Có thể những công ty lớn bạn sẽ học được ok điểm đến của mình, một cái thương hiệu nó là gì, bạn sẽ nhìn được điểm rất rõ. Còn ở những công ty mà maybe là nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ có nhiều innovation hơn, thì mình sẽ học được những cái full process của toàn bộ cái marketing journey. Đấy sẽ là cái key takeaway trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Young Marketer Podcast mùa đầu tiên tập 1 với chủ đề là marketing và branding. Hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Facebook, Apple Podcast và Spotify. Trong tuần sau thì chúng ta sẽ có một khách mời rất đặc biệt để nói về marketing và giá trị của marketing ở trong một doanh nghiệp. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Mong rằng chuỗi podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.